Ok và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thầy Ezi đây. Thì hôm nay ta sẽ chơi một tựa game chói con mực mới mà tựa game này mang tên là Squid Game 3D nhé. Thì tiên mà mình tải trên tab tab anh em ạ. Và chúng ta sẽ nhận được cái hai cái bức cái khi mà có cái thằng này đến rủ mình chơi một cái trò chơi anh em ơi. Mình lấy một cái nào mình chưa chọn mình trong làm cho cái đỏ đi anh em. Đấy. Rồi. Cái gì đấy? À, chơi đập giấy anh em ạ. Chơi đập giấy này. Không ăn thua anh em ơi. Vãi nồi. Đập thì ui nó tát mình anh em ạ. À, ảo ma thật đấy. Rồi ok ok. Mình sẽ đập vào đây. Vãi nồi luôn. Ôi, đập kiểu gì mà nó vẫn nguyên chơi kiểu đập giấy đấy. Đúng là ngáo. Đúng là ơ sao nó tát mình được cái thứ hai rồi. Thua luôn anh em ạ. Game đúng game 3D luôn anh em, game chuẩn luôn đấy. Ôi chết rồi, nhẹ dã man luôn. Ta vẫn thua nhỉ, ta vẫn thua cái trò ngớ ngẩn này ta. Ôi nó tát mình cái thứ ba luôn. 3-0. Úi rồi, bao giờ mình thắng được cái trò này đây anh em? Tao. Ôi tại sao mình không thể thắng được cái trò ngớ ngẩn này nhỉ? Ây, lại bị ăn tát phát nữa rồi. chơi cái kiểu gọi là hề hước à? Chẳng lẽ lại không tát được mày phát? Ấy, cuối cùng cũng được anh em ạ, cũng nhận được cái vé để tham dự cái cuộc thi Squid Game anh em. 3-2-1 bắt đầu. Yên tâm, cái này thì đơn giản mà anh em. Thôi ơi. Ôi trời. Chết rồi, ngáo ngơ rồi. Tôi chết ngay vòng đầu anh em ạ. Ôi. Đây. Hay chưa? Game này đúng là game chuẩn luôn anh em ạ. Game chuẩn của mực chuẩn bài luôn đấy. Nhưng mà không xem quảng cáo được anh em ơi. Rồi, cái này dễ mà anh em. Chạy. Mình đang ở vị trí 456. Dừng lại. Chạy nhanh. Dừng lại, stop lại. Mình thấy game này có đồ họa đẹp nhất đây anh em nhá. Trong tất cả các cái game mà mình từng chơi anh em ạ. Stop. Nó khá là dễ anh em ơi. Nó khá là dễ thôi. Tại vì nó có cái vạch của cái con búp bê anh em ơi. Lúc nào quay đầu lại thì mình biết. Chứ trong cái trò chơi thì làm gì mà có cái vạch này đúng không anh em? Trong cái game, trong cái phim ấy thì làm gì có cái vạch này. Ảo ma thật sự luôn. Ok. Vị trí mình là số báo danh là 456. Chẳng lẽ ta không thắng được mày cưng. Rồi về rồi. Giết hết. Úi giời, đây đang xem còn ai sống sót không ấy anh em. Đây là mình đây, phải không? Mình cái thằng đấy đúng không? Player còn 7 người. Tổng cộng sẽ còn 7 người. Hết giờ, kết thúc rồi anh em nha. Đấy, có thêm tiền vào trong cái con lợn của chúng ta anh em, có thêm một ít tiền à. Ok, đến cái trò ấy rồi đây. Trò kẹo đây anh em ơi. Choose. Hình gì đây? Ui, hình tròn này, ngon. Chúng ta sẽ từ từ anh em nhé. Cái hình tròn này là hình dễ nhất đây anh em ạ. Chẳng có hình nào mà hình dễ hơn cái này luôn. Rồi. Nice. Woo. Yes, chiến thắng rồi, dễ quá. Bạn thêm tiền vào. Game này đặc biệt không có quảng cáo nha anh em. Không hề có tí quảng cáo nào luôn. Ôi mình chơi bi với ông già này. Yes, chúng ta khá cao chứ nhờ. Đây là ông già ấy bi à. Quá thấp luôn. Như vậy là mình là người chiến thắng anh em ơi. Chưa. Fuck.
mình đang là 1-0 anh em. Ui ôi, một đều rồi. Căng gớm nhỉ. Mình có bị ra ngoài vạch chưa? Hai một. Ui, mình chèn luôn vạch anh em ạ. Chết rồi. Cái này mình hơi mạnh quá rồi anh em ạ. Cái này hơi mạnh quá rồi. Hai đều. Ơ, ba à? Ơ, mình thắng hay mình thua? Tại sao nó có cái vạch kia là sao? Mình ba này anh em. Mình ba là mình thắng ở gì nữa? Tuổi tôm à? 4-1 anh em ơi. Mình không hiểu cái vạch này như nào. Bắn lão già. Chết luôn đi anh em. Ok, một thanh niên đã nằm xuống. Game hay phết anh em ạ. Thêm tiền, có rất là nhiều trò chơi á. À, bây giờ chơi bắn bi vào lỗ này. Khó nhé, bắn bi vào lỗ khó dã man luôn. Không dễ anh em ạ, không dễ tí nào luôn. Ui, xong rồi. Một bi nó vào lỗ rồi anh em ơi. Chết rồi, thua rồi. Có khi là tôi sẽ bị bắn chết đâu anh em. Ném chuẩn lắm. Ui hồi ôi, ném xịt vãi. Khó mà, cái ném bi vào lỗ khó dã man luôn. Chết rồi, con này chết. Phải thua rồi anh em ơi. Thằng em chuẩn bị bắn mình rồi. Thằng nổi lên chuẩn bị bắn mình rồi anh em. Đừng. Please, làm ơn đừng bắn tao nha. Ui, thắng rồi. Nice. Một đều. Xem có ai nhiều bi và lỗ nhất là team người thắng mà. Nice. Vào bi. Ui. Chết rồi. Tôi có đúng một viên bi anh em. Mình gần vào bên này thôi là mình thắng anh em ơi. Nhưng mà khó mà. Thôi thua rồi. Một đều. Hai. Vẫn có 8 viên nữa anh em ơi. Khó nhỉ, chơi cái ném bi vào trong lỗ này khó dã man luôn anh em ạ. Phải nói như vậy. Ui thằng này ném xa tí. Mình cũng không khác gì nó đâu mà mình cười nó. Nhá. Mình không khác gì nó mới đâu. Chỉ cần ném. Ui ném mẹ quá, ném mạnh lên một tí nữa thôi là xong rồi, là tôi có thể thắng rồi. Buồn ghê. Thì trước giờ mình ném được đúng một viên này vào trong vạch anh em ạ. Buồn thật. Vào rồi. Nice. Mình đã biết cách ném rồi anh em ơi. Hai đều. Mình sẽ ném cả 3 viên này vào trong cái lỗ nhé. Xin đi đúng không? Game này thì thấy là chuẩn nhất anh em ạ. Mạnh thế. Dạy quá. Game này thấy game chuẩn nhất trong tất cả các game mình chơi anh em ạ. Đồ họa đẹp nữa. 3D game trên tab mà. Mình phải thắng trong này anh em ơi. Là có thêm 10 trái nữa kìa. Đen nhờ. Khó nhờ. Đánh bao giờ mới thắng đây. Thôi nó vào rồi. Ôi, nó đẩy bi mình vào anh em ạ. Ui, nó đẩy ra người. Cuộc đời mình sợ bắn đoán lắm anh em ạ. Đẩy bi của tao vào cái. Tự nhiên nó bẩy đi mình vào luôn. Đời mà. Vào rồi. Yes, lần đầu tiên mình vươn lên dẫn trước nó anh em ạ. Lần đầu tiên luôn đấy. Xịn đi. Yes, trận này có thể thắng rồi. Trận này phải thắng chứ anh em. Còn trò kéo co, trò mấy cái trò nữa cơ. Nhẹ thế nhở. Đấy, thế là hàng đẩy ra hai quả này vào trong lỗ là đẹp.
Cưng ơi, nó rất dễ đẩy mình vào lỗ nhá. Nó không đẩy mình thì mình sẽ tự đẩy mình vào luôn. Hai quả nữa. Mạnh thế. Chỉ cần nhẹ lên tí thôi. Trời bắn bi này. Còn một quả cuối cùng. Ui thua, thằng này thua. Thằng chị ăn bắn rồi. Hê hê hê. Anh bắn hộ em thằng này cái. Trời ơi. Nice. Như vậy mình có thể chuyển sang cái trò chơi mới anh em ạ. Trò chơi này lâu. Dã man luôn. Ờ, không có trò ấy nhỉ? Không có trò kéo co nhỉ? Hơi ngáo thôi. Rồi thì chúng ta sẽ kiếm nhé. Xin chào anh em nhé.